Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay em sẽ quay một cái video, một cái bản xét dị vật cho vang số X5 thôi nhé. Dị vật cho vang số X5. Bác nào thích cái bản này thì là vào kênh TikTok của em Thọ Audio Phòng thôi nhé. Bấm follow và nhắn tin cho em sẽ gửi file tặng miễn phí cho bác luôn nhé. Tặng miễn phí luôn 626B lên 6126B lên 6. Bạn nào thích cái bản này thì vào kênh TikTok của em Thọ Audio Phòng, bấm follow kênh và nhắn tin cho em sẽ tặng miễn phí thôi nhá. Và bây giờ em sẽ test một đoạn cho các bác nghe karaoke nghe thử nhá. Rồi. Bạn nào thích thì bấm follow kênh và nhắn tin cho em sẽ tặng luôn nhá. 6 1 2 6. Bài này dành cho những em nào hát tốt ấy thì tiếng cũng rất là hay đúng không? 6. Dị vật này các bác cứ inbox trực tiếp cho em vào kênh TikTok của em mà Thọ Audio Phòng, kênh TikTok của mình nhá. À, các bác ấn tin nhắn follow và gửi tin nhắn cho em sẽ gửi cái đường link để các bác nào nói cái bản cài đặt về chỉ cần cập nhật vào máy tính thế là xong. Xong nhá. Đây cho bác nhìn chưa? Đó, lên 6 1 2 2 6. Và xin kính chào tất cả anh em nhé.